đúng thế này là đường Phạm Văn Đồng này, Phạm Văn Đồng rất là to. Đây là đầu đường của đường cái đoạn đường của Lê Quang Định. Đoạn Lê Quang Định này nó sẽ đi ngang qua cái hai cái địa điểm nổi tiếng. Địa điểm thứ nhất là trường Đại học Công nghiệp. Đó, cái nhà cao cao cạnh cạnh đó nha. Yeah. Em lấy xe nên không có chỉ được. Đó, cạnh cạnh đó. Trước đó. Bản thứ hai nữa là qua cái chợ Gò Vấp. Có hai cái địa điểm. Và cái đạo phút ở đây kia nó là cái giáp với lại ngõ năm chục chó, hay còn gọi là cái ngõ cháo Gò Vấp. Đây là cái đường sắt. Đó là đường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đó. Đây là ngõ năm thằng chó, hay gọi là ngõ cháu giáp đường.